Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn nhé. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết, khi mà Kiên đi du xuân này, Kiên thấy một cái việc làm hết sức là ý nghĩa ở tại bệnh viện Chợ Rẫy nhé. Thì đây là cái hoạt động phát cơm, phát cháo từ thiện dành cho những bệnh nhân nghèo cũng như là những cái người có hoàn cảnh khó khăn. Thì chúng ta xem, chúng ta sẽ lại đây nhé, xem các cô, các chú, các sư thầy ở đây phát cơm phát cháo nha cả nhà ơi. Đây chúng ta sẽ lại đây nhé. Đây các cả đây các sư nhé. Đây phát sữa tươi này. Đây đây là canh này. À đây là phát mì nha cả nhà. Mì một phần thì có gói mì này. Đây mì đây phát mì nha cả nhà. Dạ. Người ta mới cúng hai thùng mì ở đây là chùa nào chị? À tích à thành viên có ban hộ báo giác ngộ. Dạ thích quan hộ. Dạ 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 chị dạ cái này cây mùng một mùng hai ở đây chia sẻ cho những người nuôi bệnh khó khăn. Dạ mỗi ngày mình nấu được khoảng 1.000 phần. Dạ 1.000 phần. Dạ. Thì mỗi ngày mình nấu đều cho họ một thành. Dạ. Hôm nay mình đang chuẩn bị qua bên Pháp qua bên Thành. Dạ. Không phải thì chúng mình ngày thường á mình nấu 1.200 phần. Dạ. Sau ngày 2-6 mình phát cho họ khó khăn với ở bệnh viện. Dạ. Do đó là công tác của mình này. Dạ. Có nghĩa là cái hoạt động này không chỉ là ngày Tết mà ngày thường thì chùa ngày thường bán phát là một tuần 3 ngày. À một tuần 3 ngày. Một lần nghĩa là phải 1.200 phần với 1.000 phần. Dạ. Nhưng mà mọi người muốn ủng hộ vào cái quỹ này thì mình có thể liên hệ sao thì nhỉ? Xin chú qua bên gặp sư phụ. À gặp sư phụ bên kia. Dạ dạ. Đây gặp sư. Dạ con chào thầy. Dạ con thấy là con đi ngang qua con đi du xuân á, con thấy là phát cơm từ thiện phát những cái suất ăn từ thiện đây con thấy là rất là ý nghĩa. Dạ và con muốn chia sẻ lên và có những cô chú anh chị giúp đỡ thì có thể là mình liên hệ với ai á, liên hệ với sư thầy đúng không? Dạ dạ có cái số tài khoản hay là cái thầy chỉ có cho là một hai mùng ba thôi. À một hai ba thôi. Thường xuyên mà quanh năm á là bên phòng khám. Bà một sạch bên bệnh viện phòng một sạch. Cho hôm qua cũng cho rồi một phòng cũng cho rồi. Dạ. Vào thật thì đưa vô trong bệnh viện luôn. Dạ. Ở đây mình đi cho mà. Dạ. Cho những cách giải chiến là tại vì cái ngày mùng một mùng hai các bác quán. Dạ. Với lại ở đây là nó có cái chính đang bệnh viện. Dạ. Tết thì họ nghỉ hết rồi. Thành ra mình. Yeah. Em nhưng mà tới khi lấy số tiền được kiện con thì cho thêm ngày mai nữa gieo đây hay hơn. Yeah. Mới đầu bọn con muốn góp một chút công sức đến cái quỹ đó được. À, đây là cái phần quà của cô Mỹ và bà Tư ở bên nước ngoài á, có nhờ bọn con gieo cái duyên đầu năm đến với cộng đồng. Dạ. Yeah. Mới đầu tính cho mùng 1, 2 thôi. Nhưng mà thấy cái nhu cầu nó cũng khó. Mới có 2 tờ. 1 triệu. Ở đây là mình hôm nay phát bao nhiêu phần nhờ sư thầy nhỉ? 1.000, hôm nay phát là 1.700 phần. Ở đây với là phần thật là khoảng 1.500. Dạ, đây là cái phần quà của cô Mỹ và bà Tư ở bên nước ngoài á. Có chia sẻ, bây giờ bọn con chia sẻ đến cộng đồng nhân dịp năm mới. Và bọn con có thể quyên góp. Dạ. Dạ. Cô Mỹ và bà Tư. Dạ. Ở bên Đan Mạch. Dạ. Dạ. Đỡ cho bà con trong cái dịp Tết. Dạ. Công đức cũng như là những binh có công đức này cho cô
Cô Mỹ và bà Tư. Dạ, dạ. 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 Con xin thay mặt cô Mỹ và Tư cũng xin chúc các sư thầy thật là dồi dào sức khỏe, và cái công tác từ thiện của mình sẽ được duy trì, nó phát được nhiều hơn. Dạ. 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 Điểm này là Tết mình mới phát ở đây. Dạ. Như thầy nói đó là dạ. Các bạn không nghĩ hết à. Dạ. Cái thứ hai nữa là các quán. Đúng rồi, quán cơm mới biết người ta nghỉ. Đi xa. Dạ. Còn mình tham gia một tổ chức giúp. Dạ. Dạ. Mọi con xin phép gửi nhá, gửi cho thầy nhá. Dạ. 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 Số tiền cũng không nhiều nhưng mà đây là cái tấm lòng của cô Mỹ và bà Tư. Dạ, 1 triệu gửi đến chia sẻ mỗi người mới ít. Dạ. Dạ. Cảm ơn sư thầy ạ. Rồi. Đây có sữa nữa. Dạ, đây có sữa nữa. Dạ, vừa phát mì vừa phát sữa. Đây có phát sữa đây cả nhà. Đây có mì này. Cô ấy đó là gì vậy? Tôi đi quên, nó chạy về bển phụ mua một bển đi. Cái phần mì hết sức là nhìn mang cái tình cảm của các sư thầy các cô ở đây đến với những anh chị nuôi bệnh ở đây, những bệnh nhân nghèo ở đây. Cô hay đi phát dạ. 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 Có nữa ở Thanh Hóa. Dạ. Ô cái lọc đây thầy gửi cho cái lọc. Dạ con cảm ơn thầy nha. Dạ dạ. Con cảm ơn thầy, chúc thầy năm mới là nhiều sức khỏe nha thầy. Dạ. Con đưa đây vậy dạ. Dạ không con. Một hai sợi đó chứ về. Đây thầy đang phát sữa đây các bạn. Chú này là chú bà Mạnh cũng cảm nhận riêng cho cô trên lòng ngủ. Dạ. Dạ. Chú bên lòng hả? Dạ. Ôi nắp. Dạ. Rồi cho cái vụ ra trước này không? Hay là nắp trước? Đây. Cái vụ này chén vào trước. Đây, cho bánh. À mấy đó đánh hỏi hamburger. Wow. Năm nay các cô ăn Tết vui vẻ không? Dạ. Dạ, làm cái này là mình vui, mình thích nước, mình làm điều tốt. Dạ. 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 À đây là cái thân nhiên của anh. Nhưng mà khỏi món. Dạ. Hôm nay nấu này mai nấu. À hôm nay là mì, mai nấu cơm, rồi cháo. À mấy hỏi mấy cơm. Dạ. Cơm. À cái thịt nấu cơm dạ. Dạ. Dạ.
bên quận Tân Phú á, anh em đi du xuân thấy hoạt động ý nghĩa quá, có chút quà ủng hộ đến chư thầy cũng như là mọi người. Đây một phần mì đây cả nhà, mì chay nhé cả nhà. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá cô. Ở đây phụ thôi. Đây các cô, các bác, các chú ở đây đầu năm mới đi gieo hạt tới những bệnh nhân nghèo. Tôi thấy là cái hoạt động này hết sức là ý nghĩa nhé. Năm mới mình làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Thầy của ban phụng niệm cấp tạng á. Đó đó thầy đứng đó kìa. Thầy ở vàng rồi đó thầy. Có chỗ không bút luôn mẹ ơi. Rồi rồi mà anh rồi. Rồi quý vị ăn cắt chưa? Đây vừa phát mì là các sư thầy còn phát sữa nữa cả nhà. Đây bà xã kia là đang chia sẻ với các cô chú anh chị đây, mình cùng gieo những cái điều tốt đẹp đấy với cộng đồng.